Chào, hello Nguyệt. À, Nguyệt ăn cơm chưa? Ăn sáng chưa? Dạ con ăn rồi. Rồi con ghi bài vô ha, rồi mình đợi một người nữa là thằng Minh. Minh nó muốn, cũng muốn học. À quên. Lộn rồi, không phải cái này. Đây. Hôm nay bữa con chưa học phải không? Con ghi chưa? Nhà con ghi mới tới cái số 3 mới. Rồi ok. Rồi. Rồi Minh nó vô. Xem rồi. Minh ăn sáng chưa Minh? Ăn Ừ. rồi. Mẹ ta ăn gà. Ừ. Con đợi xíu Dạ. ha. Sáng có ăn gì? Ăn phở. Mẹ mẹ tao á là mua 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 bún bò hành mà ba không biết chỗ. Mà ba mua đại luôn phở. Ngon Ba thích ăn phở mà ăn rồi ba mua phở đúng rồi. Ba không biết chỗ bán bún bò hành mà ba chỉ biết chỗ là ngay trò bún hung bán phở thôi, còn tới chỗ trên kia là nghỉ bán phở rồi. à. Xong rồi cậu. Ok. Bây giờ mình đọc bài trước nha, rồi mình ghi sau. Mới dùng con tiếng ngoại. Rồi. Cái ông này thì chắc Nguyệt cũng đã học đọc qua nhiều lần rồi phải Dạ. không? Nhớ không? Nhớ cách phát âm này không? À. Không phải a mà là à. À. Mở miệng rộng ha. À. Ừ. Rồi. À, mình đọc theo chú mình ơi. À, mở miệng rộng ra. À, ừ. Ừ. Rồi. Đọc ha, số 1. Hat. Đọc lớn lên, đọc 3 lần. Rồi. Rồi, Nguyệt. Hat, Ừ. hat, Ừ. hat. Rồi, số 2. Map. Mình. Dạ. Map. Ma. Con đọc lại thấy chú này, con nhìn cái miệng chú nghe. Map. Ma. Cái miệng của con phải khi mà phát ra xong, cái miệng con phải khép hai cái môi lại, ngậm môi lại. Map. Map. Ừ. Thêm 2 lần nữa. Map. Ừ. Ma. Rồi ok Nguyệt.
mà Rồi, số 3. Hào. Nguyệt, con nào đi? Mình nó. have 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 Rồi, mình have. Have. have Have. have 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 Rồi, ok. have Rồi, số 4, Nguyệt. has Rồi, ok. Mình, số 4, has. house 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 Rồi, ok. Rồi, Nguyệt, số 5. had 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 Rồi. Minh, con nào đi số 5? ha 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 Rồi, giỏi. Rồi, số 6, Nguyệt. animal 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 Rồi, chữ cái chữ âm A đó là con miệng rộng ra ha. animal animal Animal. animal animal Rồi, Minh. animal Đúng rồi. animal Ừ. animal Rồi, đúng rồi, giỏi. Rồi, Nguyệt, số 7. cow 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 Ok. Minh, số 7 con. how Calf. how Calf. Đọc lại ha. how Calf. how how Rồi, how ok. Rồi, số 8. Nguyệt. rest rest Rồi, đọc lại ha. Đọc cái tầng thứ ba đọc đúng đó. Rồi, con đọc lại. grass 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 Đúng rồi. Mình. la la Hai. la Rồi, ba lần rồi. Nguyệt, số glass glass chín. glass Ok. Mình. la la Rồi. la Ok. Rồi, số 10. Mình uống nước gì đó? nước gạo nước nóng Nước nóng hả? dạ nước nóng đọc mấy chữ mà phải cầu cứu mẹ đất nước. Đây, mình đọc con đọc trước ha, để chị Nguyệt ghi rồi con đọc trước nè, số 10. Bạc. Bạc Đúng rồi. bạc Rồi đọc lại theo chú nha. Bạc. bạc Rồi đọc đi. Bạc. bạc 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 Rồi. Rồi, Nguyệt xong chưa? dạ xong rồi Rồi, con đọc đi số 10. bạc 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 Rồi. Số 11. Relax. Relax. relax Mình. relax 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 Rồi, ok. Nguyệt. ra hàng chữ ra cũng relax 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 Ok. Mình. À, mình đọc rồi. relax 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 Rồi, ok. Số 12. Action. Action. Mình. action 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 Ok. Rồi, Nguyệt. action
Action. Action. Ok. Rồi, Minh con đọc ha. Trong lúc đợi chị Nguyệt ghi á, thì con đọc số 13. Activity. 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 Thêm lần nữa. Activity. Rồi. Activity. Rồi được rồi, giỏi. Rồi số 14 ha. Bình thường như em hai ba tới mười hai Rồi xong được cả ok, con đọc đi số 13. activity 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 Rồi bây giờ con đọc nhanh lên ha, activity. activity activity Activity. activity Ok. Rồi số 14. Da. Mình đọc đi con. Dash. 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 Rồi, Nguyệt. Câu này hơi khó. Dad. 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 À, con đọc lại ha. Dad. Cái Con miệng của mình nó rộng chút. Dad. 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 Ok. Rồi số 15. Mad. Mình mad. Mẹ mẹ Đúng rồi. mẹ Rồi giỏi. Nguyệt. mẹ 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 Rồi ok, giờ mình hết rồi, âm này hết rồi, giờ mình quay lại mình ôn lại ha. Rồi, số 1. Nguyệt, mình nghe chị Nguyệt đọc và con đọc theo nghe. Chị Nguyệt đọc xong rồi con đọc. hát 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 Rồi, hát mình. hát 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 Rồi ok. Nguyệt số 2. mad 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 Rồi, mình đi đâu vậy? dạ trời ơi nữa là điện thoại nha hả Con đọc đi số 2. Map. Mát. 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 Rồi đúng rồi. Nguyệt số 3. Hàng. 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 Rồi. Tiếp tục. Số 4, Số Nguyệt. hàng. 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 Rồi, Minh. Ngọc. Hát. Has. Ha. Ha. Ok. Rồi, số 5, Nguyệt. Hat. 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 Rồi. Nguyệt công sửa lại cái âm này ha. Chưa học nhưng mà thôi giờ học luôn. Âm này là âm đ, đ, đọc đi, đọc theo chú, theo cậu nè. Đ, D. 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 Bây giờ con để ý con đọc Hát. lại từ từ, con để ý con đọc lại cái âm đó, con để ý cái lưỡi con nó đụng vô cái gì, đọc lại đi. Hồng trang. Hàm trên có đụng răng không? Dạ không. Đúng rồi. Rồi đọc lại. Had. Hát. Hát. Không Hát. không 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 phải, nó cái âm nó ra từ cái cổ đó. Had. Hát. Had had Mình ráng phát là chữ đờ nhưng mà nó không có rõ đâu, nó chỉ là đ, đ, đ. Không cho cái hơi ra ngoài ha. Had. Had. had 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 Rồi Minh muốn gì đó. mệt quá tao phải giúp chứ Ok
Nó mới mở lên tập Rồi, được rồi con biết. đọc đi. Ha. Ha. Ừ. Ha. Rồi đúng rồi. Rồi, Nguyệt thứ sáu. Animal. 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 Rồi đọc lại nha. Animal, cái miệng rộng ra. Animal. Animal. Ừ. Animal. Animal. Rồi nhớ là hai cái âm này mình không có ghép nhau ha. Tại chữ N này nó sẽ ghép với âm âm E phía sau. Cho nên là âm A với âm N nè là không 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 có ghép nhau. Đọc riêng ra. A Nemo. Rồi, Nguyệt đọc lại. Animal, Ừ. animal, Ừ. animal. Ok. Minh. Dạ. Ừ, đọc đi con. Animal, Ừ. animal, Ừ. animal. Đúng rồi, giỏi. Rồi. Số 7, Cave, cave, cave. Nguyệt. Ừ. Rồi. Nguyệt, Minh, đọc đi con số 7. Calf. Ok, rồi, Nguyệt. Grass, grass, grass. Ừ. Rồi, Minh. Yeah. Grass. Grass. Rồi, đọc lại theo chú này. Grass. The Ừ. grass. Ừ. The Rồi, ok. Nguyệt, số 9. Glass, glass, glass. Ok. Minh. Yeah. Glass. 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 Ok. Ở bên đó nước ngoài ta lạnh lắm, sao mình để tìm mấy 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 Rồi, Nguyệt, con đọc đi. back back back. Ừ. Rồi, ok. Mình, số 10. Yeah. Back. Bat. Ừ. Bat. Ừ. Bat. Rồi, đúng rồi. Nguyệt, số 11. Relax. Ừ. Relax. Ừ. Relax. Ok. Minh số 11 con. Relax. Relax. Ừ. Relax. Ừ. Relax. Ừ, giỏi. Rồi, Nguyệt số 12. Action, Ừ. action, Ừ. action. Ok. Minh số 12. Action, Action. action, Ừ. action, Ừ. action. Rồi. Hồi tối con có thấy trong lớp học con mẹ học á, con có vô con coi không? Nó vô coi tới trường á, tôi thấy thấy mệt mệt, con vô xem bố mẹ làm gì, mẹ hỏi con có học không. Để mẹ mở la lên rồi thì là con nói cho chứ vợ con học cho con học quá, con sợ không hay tao không dám nói, con mẹ nói giùm. À, hồi tối á, hồi tối có một bạn bằng tuổi con á học tiếng Anh giỏi lắm. Con thấy rồi, Con thấy rồi hả? con ngủ sớm á, là con dậy dậy sớm mà con dậy buổi tối luôn, Ờ vậy hả? dậy toàn tối. con Ừ. thấy con thấy rồi mẹ toàn cho tôi tao chuyện ngồi đi ngủ Ừ. mà tao không có ngủ được. Con thức xạ, con thức tới sáng luôn, tới chừng mà con nghe nghe tiếng quét cái chỗ, con tưởng là bò ai qua, con ra thử à, con thấy chiếc xe, tao tưởng là bà dây cha bá qua bá quét giùm mình, ai ngờ là ba về. À. Thôi mình đọc tiếp ha. Rồi, Nguyệt. Activity, activity, activity. Ok. Minh. Yeah. Hạt thế mà đi. Ừ. Hạt thế mà đi. Ừ. Hạt thế mà đi. Rồi, ok. Số 14.
Nguyệt. Dad. 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 Rồi. Minh, số 14 con. Dad. 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 Rồi. Nguyệt số 15. Mad. 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 Không, không phải mad mà là mad. 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 Rồi ok. Minh. Mad. Nè. Nè. Rồi ok. Vậy là Nguyệt con học xong 11 nguyên âm đơn rồi ha. Con phải nắm cho vững cái 11 nguyên âm này. Với lại là 7 nguyên âm đôi thì mình đang học. Thì 18 nguyên âm này nó quan trọng. Nó quan trọng lắm. Khi mà mình học phụ âm á thì mình sẽ ôn lại cái nguyên âm. Khi mà mình nắm vững nguyên âm rồi đó thì mình sẽ học phụ âm nó lẹ lắm ha. Dạ. Ủa chứ trong bóng á mới xe tải. Rồi. Mình học xong rồi thôi, ngoài con có thời gian rảnh thì con ôn bài đi ha. Chứ bây giờ mà học tiếp nữa thì nó nhiều quá, con sẽ bị nhiều quá, còn nó sẽ bị giống như là bị nhiều quá, mình quá tải. Dạ. Minh ơi. Minh. Dạ. Bây giờ mình học dạ. xong rồi mình nghỉ ha. Dạ. Tối con có vô thì con vô. Mẹ học á, con có vô dạ. thì con vô. Nó không vô. Tối vô con ngồi con nghe thôi nghe. Tại vì người lớn học không à. Tối rồi nghe người lớn học trước hả? Không, nó nghe nó nói cho người lớn học khó quá ha. À, không. Nó nghe động nó. 7 giờ 7 giờ thì nó vô nó học được, 7 giờ vô học được. Ủa, đó. Tối nay có. Tối nay 7 giờ có nguyên có. Học hả hay anh? Tối nay 7 giờ là có IPA, còn 7 giờ 40 là lớp của chị Phụng với lại là ăn rồi đó. Em vô nha. Dạ dạ dạ. Rồi ok bye. Rồi rồi em cảm ơn. Dạ. Bye bye nha Nguyệt. Yeah, let's go.